Xin chào, chào mừng Đạm đã quay trở lại với kênh Phi Hoàng Channel. Chúc bạn có thật là nhiều niềm vui và hãy nhớ đăng ký kênh, hãy để lại quan điểm cá nhân của bạn ở phía dưới video này. Các loại ô tô cần tránh mà người tiêu dùng Việt Nam nên biết. Ở Việt Nam thì rất là nhiều loại xe ô tô bị phù phép để qua mắt người tiêu dùng trên cả nước. Khi mà mua xe, khách hàng cần tìm hiểu kỹ, hoặc là chúng ta có những kỹ thuật để tìm hiểu, hoặc là chúng ta hãy nhờ thợ sửa thợ máy đi để họ chọn lựa cho mình. Khi xã hội thì ngày càng phát triển, ô tô ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Tuy nhiên, để sở hữu một chiếc xe mới là điều không đơn giản với đại đa số người dân Việt Nam khi thu nhập vẫn còn ở mức thấp. Chính vì thế mà việc tìm đến những dòng xe cũ như một điều tất yếu để giảm bớt chi phí, gánh nặng tài chính. Thế nhưng, mua xe cũ luôn gặp phải nhiều rủi ro không lường trước nếu không trang bị những kiến thức trước khi mua xe. Và dưới đây là những loại xe cần tránh mua mà người dùng cần phải biết. Thứ nhất, đó là xe tai nạn. Ô tô đã từng bị đâm đụng, va chạm, tai nạn là loại tối kỵ mà người dùng cần tránh khi tìm hiểu mua xe. Loại xe này thường được phục hồi một cách tỉ mỉ, khiến ít người có thể nhận ra, và phải mua xe phải xe này thì hậu quả phải khôn lường. Ngoài việc kết cấu khung gầm không còn như nguyên bản, khả năng bảo vệ hành khách và xe tai nạn thường mang lại những điểm không may cho người dùng. Thứ hai, đó là xe taxi. Nói về xe taxi thì gọi là xe taxi hoàn lương là câu nói quen thuộc ở Việt Nam nhằm ám chỉ những xe đã chạy taxi dịch vụ thời gian dài nhưng chủ xe không tiết lộ khi bán lại. Đặc biệt, những chiếc xe taxi này thường được tua công tơ mét, đại tu lại gần như hoàn toàn, khiến cho việc nhận biết loại xe này vô cùng khó khăn. Sở dĩ loại xe này cần tránh khi mua xe cũ là bởi vì chạy nhiều, số km thường cao hơn gấp nhiều lần so với xe gia đình, nên các chi tiết hao mòn cao. Do đó, khi mua xe taxi về sử dụng, người dùng thường xuyên phải bảo dưỡng, sửa chữa gây tốn kém. Tiếp đến đó là xe thủy kích. Bên cạnh xe tai nạn, xe thủy kích cũng cần phải tránh khi mua phải xe cũ. Nguyên nhân là bởi những loại xe này thường bị ngập nước vào khoang lái, gây hỏng hóc nặng. Và theo nhiều chuyên gia thì ngày nay công nghệ hiện đại nên nhiều gara đã phục hồi hoàn toàn xe thủy kích mà có check hãng cũng không ra. Do đó, việc mua phải xe thủy kích là điều vô cùng tai hại khi xét về tuổi thọ và khả năng vận hành của động cơ. Tiếp theo đó là xe giá rẻ và đời sâu. Trung bình thì mỗi một chiếc xe ô tô có khoảng tuổi thọ là 10 năm cho đến 20 năm. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên dùng là nên mua xe có tuổi thọ đời khoảng 3 cho đến 5 năm nếu như mua xe cũ. Bởi đây là giai đoạn mà mỗi chiếc xe vận hành đang ổn định, trơn tru nhất mà ít phải sửa chữa, bảo dưỡng cũng như thay thế phụ tùng. Ngoài ra, người dùng cần tránh xa những cái dòng xe được giao bán với giá rẻ bất ngờ. Ví dụ, xe đang mới có giá 600 triệu nhưng dù mới chạy 2-3 năm đã bán lại bằng một nửa, lúc mua thì chắc chắn có vấn đề như là xe tai nạn, ngập nước hay là nguồn gốc của chiếc xe này nó không rõ ràng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Phi Hoàng Channel. Chúc bạn sẽ có thật là nhiều lựa chọn hữu ích trong việc mua bán lại chiếc xe cũ.